Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là một sản phẩm đó chúng ta có thể review để chúng ta review trong cái video ngày hôm nay của mình. Đó chính là một chiếc gọt bút chì hình củ cà rốt rất là dễ thương như thế này. Đây là một cái sản phẩm nhìn rất là đáng yêu, với thiết kế nhỏ gọn và cực kỳ dễ sử dụng. Đấy. Chúng ta có thể nhổ cái nắp này ra và phía bên trong là cái phần đầu gọt bút chì để chúng ta có thể gọt. Đấy. Cái sản phẩm này là gọt bút chì hình củ cà rốt cực kỳ dễ thương, đáng yêu và tiện dụng của hãng Samlin với mã sản phẩm là TR3045. Đấy, các bạn có thể lên mạng và search được cái sản phẩm này ra nhé. Gọt bút chì là một cái sản phẩm rất một sản phẩm rất là cần thiết của các bạn học sinh cũng như là các cái dân văn phòng cũng như và các cái dân vẽ. Có rất nhiều các loại sản phẩm khác nhau để cho các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm các sản phẩm gọt bút chì hay là chút bút chì khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều các loại khác, nhưng với mình thì để có một cái cảm nhận mỹ quan và mỹ thuật thì cái sản phẩm chữ gọt bút chì thì cũng phải là một cái sản phẩm cực kỳ là độc đáo và sáng tạo. Vì thế nên là mình luôn sử dụng những cái sản phẩm vô cùng dễ thương cũng như là độc đáo như thế này. Với những cái chiếc gọt bút chì với hình củ cà rốt này thì nó sẽ giúp cho cái sự cái tinh thần học hỏi của tinh thần ham học của các bạn nhỏ cũng như nó sẽ đẩy cao hơn và giúp cho chúng ta những dân văn phòng nó giải trí trong những cái và cảm thấy thoải mái hơn trong cái thời gian mà chúng ta làm việc gặp stress hay là những cái căng thẳng trong công việc của chúng ta. Đấy, thì nó sẽ cũng rất là phù hợp và tiện lợi. Đấy, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái vật và dụng cực kỳ dễ thương và độc đáo trên mặt bàn của chúng ta thì những cái tâm trạng của chúng ta nó cũng trở nên thoải mái hơn và mọi người cũng có thể học được, hỏi được, có thể giải tỏa được những cái áp lực cũng như là những cái muộn phiền trong cái cuộc sống của mình. Đấy. Với một cái sản phẩm này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 5.000. Đấy, 5.000 một cái sản phẩm này nhưng mà lại cho chúng ta được một cái rất là nhiều điều. Đấy. Phía bên trong này thì chỉ có một cái đầu gọt bút chì mà thôi. Nên là khi chúng ta có kích thước của bút chì thì chúng ta có thể cho vào để chúng ta gọt nó một cách dễ dàng như thế này. Đấy. Các bạn có thể gọt nó rất là dễ và không có cái vấn đề gì. Đấy, gọt xong phía bên trong này thì là cái hộp đựng của nó để cho nó có thể không bị văng những cái vấn cái nấy ra ngoài, những cái đồ ra ngoài thì các bạn có thể mở khi mà chúng ta nó đã đầy rồi ấy, thì chúng ta mở nó ra. Đấy. Chúng ta có thể mở cái này ra và cái này nó hơi khó khăn một chút nha mọi người. Đấy. Các bạn có thể nắp cái nắp này lại và chúng ta bẻ ngược nó ra là nó có thể dễ dàng lấy lên nhé.
Phía bên trong này thì có rất là nhiều cái mình đã gọt rồi nên là nó rất là đặc ở trong đây. Đấy. Và cái sản phẩm này được bày bán rất là nhiều ở trong các cái quầy hàng tạp hóa cũng như là các cái nơi bán văn phòng phẩm và các cái đồ dùng học tập học sinh ấy, nên mọi người có thể mua và về sưu tầm cũng như là trải nghiệm cái sản phẩm này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của mình. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.